nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Nhằm tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân của tuổi trẻ đối với gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ huyện Định Hóa đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động tri ân có ý nghĩa to lớn, tạo phong trào rộng lớn trong đoàn viên thanh niên toàn huyện. Điểm nhấn của hoạt động hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay của tuổi trẻ huyện Định Hóa là tuần cao điểm đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 7 năm 2023, với nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức các hoạt động tình nguyện, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, làm vệ sinh các bia đài tưởng niệm liệt sĩ, tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ, đền thờ, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa. Hàng năm thì luôn luôn cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cũng như là các cái hoạt động như là tu sửa hay là chỉnh trang, dọn dẹp khuôn viên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhằm mục đích tuyên truyền cho thế hệ trẻ là luôn luôn tri ân các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh. Đoàn xã sẽ tổ chức một số các hoạt động vệ sinh khu vực đài tưởng niệm của các anh hùng liệt sĩ của xã Bộc Nhiêu, cùng với đó với lại sẽ cùng với các chi đoàn và các đoàn viên tuổi trẻ xã Bộc Nhiêu sẽ đi thăm và tặng quà khoảng 10 suất quà đối với các gia đình có công, và cùng với đó thì chương trình của đoàn xã sẽ thực hiện tổ chức là kế hoạch là thắp nến tri ân tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vào tối ngày 26 tháng 7. Cùng với đó, huyện đoàn cũng vận động hỗ trợ đóng góp ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, thương binh có hoàn cảnh khó khăn. Ngay từ đầu tháng 7 thì Ban Thường vụ huyện đoàn đã ban hành cái kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào các cái nội dung. Thứ nhất là tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục và truyền thống cho đoàn viên thanh thiếu nhi về cái hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, gắn với tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe cho người có công. Và chúng tôi chỉ đạo tổ chức đồng loạt ngày Chủ nhật xanh 27 tháng 7, trong đó thì sẽ tập trung vệ sinh, dọn dẹp các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện, tổ chức đồng loạt lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang. Và với những cái hoạt động như vậy thì hy vọng là sẽ góp phần giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên và thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với công tác đền ơn đáp nghĩa trong toàn huyện. Để chuẩn bị cho chương trình lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ, các đài tưởng niệm liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ được tổ chức vào 20 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2023. Các đoàn viên thanh niên cũng tự tay làm từng chiếc bát đựng nến đẹp nhất để đặt lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tri ân những công lao to lớn của thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.